Xin chào tất cả các em học sinh khối 10. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu ví dụ số 2 trong bài giảng căn bản phản ứng oxy hóa khử của hợp chất hữu cơ. Mời các em cùng theo dõi. Ví dụ 2 căn bản có phản ứng sau. Câu A: C6H5CH nối đôi CH2 cộng K-NO4 tạo thành C6H5COOK cộng MnO2 cộng K2CO3 cộng KOH cộng nước. Câu B: CH3CNO3CH cộng KMNO4 cộng KOH tạo thành CH3COOK cộng MnO2 cộng K2CO3 và cộng nước. Chúng ta đi căn bản các phản ứng câu A câu B. Bước thứ nhất, xác định số oxy hóa thay đổi. Bên trái là có nhóm C6H5, bên phải cũng có C6H5, do đó chúng ta không xét nhóm này mà chúng ta đi xét nhóm CH nối đôi CH2 và nhóm COOK. Chúng ta xem như nhóm CH nối đôi CH2 có số oxy hóa là 0. Nhóm COOK có số oxy hóa là 0. Sau đó chúng ta dồn CH CH2 nối đôi dồn thành là C2H3. Hydro là cộng 1. Do đó số oxy hóa của carbon trong C2H3 là trừ 3 phần 2. Trừ 3 phần 2 nhân cho 2 là còn trừ 3, trừ 3 cộng 3 bằng 0. Chỗ này COOK dòng thành là CO2K. Kali số oxy hóa là cộng 1, oxy là trừ 2. Trừ 2 nhân 2 là trừ 4, trừ 4 cộng 1 là còn trừ 3. Chỗ này carbon sẽ là cộng 3. Carbon chỗ này là cộng 4 nghe chưa? K2CO3 carbon cộng 4 là cộng 4. Chỗ này carbon cộng 4 nè. Rồi. Chỗ này là mangan cộng 7. Mangan chỗ này là cộng 4. Oxy trừ 2, trừ 2 nhân 2 là trừ 4 thì mangan là cộng 4. Các em quan sát nè. Carbon bên này là C2 trừ 3 phần 2 tạo thành là chỗ này là C mấy? C cộng 3. Chỗ này là carbon cộng gì? Cộng 4. 2 nhân trừ 3 phần 2 là còn trừ 3. 3 cộng 4 là 7. Vậy chỗ này phải nhận nhường bao nhiêu? Nhường 10 ai trong. Tức là bên trái thì điền ghi là trừ 10 ai trong đúng không? Chuyển sang phải là thành gì? Cộng 10 ai trong. Nhớ chưa? Nhường 10 ai trong. Cho thầy xóa đi. Chỗ này nhớ là nhường 10 ai trong, này số 10 nghe chưa? Số 10. Mangan từ cộng 7 mà về cộng 4 là nhận 7 trừ 4 cộng 3 nhận 3 ai trong. Rồi. Số 3 được điền lên cho C6H5 CH CH2. Số 10 sẽ điền lên cho K mà NO4. Số 3 cũng được điền lên cho bên nào là ghi số 3 luôn nè. Chỗ này cũng ghi số 3 luôn. Đây nè, mangan nè cộng 7 nè. Về mangan cộng gì? Cộng 4. Chỗ này là nhận 3 ở trong. Chỗ này sẽ được nhân lên cho gì đây? Nhân cho 3 này, nhân lên cho 8. Vậy thì 3 nhân vào là 3 là đúng không? Này cũng là 3, này là 3 luôn. Chỗ này đặt số 3, đặt số 3. Bên trái là có 10 kali. Bên phải chỗ này là mấy rồi? 3 kali với 6 là 9, chỗ này là 1 là 10 đúng chưa? Bên trái và bên phải đều có 10 kali bằng nhau rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra carbon đi. Bên trái là có 3 nhóm C6H5. Bên phải 3 nhóm C6H5 bằng nhau rồi. Bên trái chỗ này là có gì đây? Có 2 carbon. Chỗ này là có bao nhiêu ta? Chỗ này là có 3 carbon này. 3 với 3 là chỗ này 3, 3 với 3 là 6 này. Chỗ này 3 nhân 2 cũng là 6 bằng nhau rồi, carbon bằng nhau rồi đó. Chúng ta kiểm tra mangan, mangan là 10 mangan này.
Chỗ nào ghi số 10. Được chưa? Rồi. Hay nói khác em đếm thôi. Đây nè, 36 cái này là tổng là 26 là tóm, tóm nhân 3 là 24 carbon. Bên này là 7, 7 nhân 3 là 21. Mẫu cho 3 24 đủ rồi. Được chưa? Và chúng ta kiểm tra hydro. Chỗ này bao nhiêu đây? Chỗ này là có 6 x 3 là 9 nè, 9 x 3 là 18 hydro. Chỗ này là 5, 5 x 3 15, 15 x 16. 16 chỗ này phải điền số mấy đây? 16. 16 phải này khỏi điền rồi, 18 đủ rồi. 3 hydro nè, 5 là 8, 8 là 8 x 3 24 chứ. 3 3 nè với 5 là 8, 8 x 3 là 24 hydro. Chỗ này là 5. 5 nhân cho 3 là 15. 15, chỗ này 16. 16 mà chỗ này là 24 phải không? 24 trừ cho 16 còn là 8, 24. Chỗ này điền 4 nghe chưa? Bên phải và bên trái đều có 24 hydro bằng nhau rồi. Chúng ta kiểm tra oxy nữa là xong. Bên trái là có, ở bên trái có gì đây? 10 nhân 4 là 40 oxy. Ở bên phải chỗ này là 2 x 3 là 6. Chỗ này là 10 x 2 là 20. Chỗ này là 3 x 3 là 9. Này cộng 1. Chỗ này cộng 4. Đây là 1, 9 là 10 là 30, 40 rồi. Bằng nhau. Số nguyên tử oxy ở hai vế bằng nhau, do đó phản ứng được cân bằng. Câu B. Câu B của em quan sát này, bên trái có nhóm CH3, bên phải cũng có nhóm CH3, cho nên nhóm CH3 không xác. Chúng ta xem như nhóm CH, C, nấu 3 CH có số hóa bằng 0. Nhóm này cũng được xem như có số hóa bằng 0. Yeah, số hóa bằng 0. Sau đó dồn lại này nha, dồn lại là C mấy? C2H, chỗ này là cộng 1. Chỗ này phải là trừ 0,5. Trừ 0,5 nhân 2 là trừ 1, trừ 1 cộng 1 bằng 0. Chỗ này dồn lại là CO2K. Kali là cộng 1, oxy trừ 2, chỗ này sẽ là cộng 3. Cộng 3 cộng 1 cộng 4, trừ 4 bằng 0 rồi. Chỗ này là carbon là cộng 4 nghe chưa, cộng 4. Mangan chỗ này là cộng 7, mangan chỗ này là cộng 4. Rồi em quan sát đây, carbon chỗ này là CH2 đúng không, trừ 0,5 mà nó về là carbon, chỗ này là cộng 3, cộng cho carbon, chỗ này là carbon cộng 4 đúng không chưa, cộng 3 cộng 4 cộng 7, 2 nhân trừ 0,5 là trừ 1, lấy 7 trừ trừ 1 là thành 8, do đó là chúng ta sẽ nhường 8 ai ở trong, chỗ này ghi là cộng 8, chỗ này sẽ ghi số gì đây, số 8, từ cộng mangan từ cộng 7 về cộng 4 là nhận 3 ở trong, chỗ này ghi số 3. Chéo lên, chỗ này sẽ là số 3. Chéo lên này chưa, số 3 này. Chéo lên số 8. Rồi. Số 3 thì chỗ này phải điền số 3 nghe chưa? Số 3, chỗ này cũng điền số 3. Đây là 3 kali. Cái này 3 kali nghe chưa? Cái này là 6 kali là 9 kali. Bên phải 9 kali, bên trái là 8, 1 là 9, đủ chưa? Đủ rồi. Bên trái là có 10, có 8 gì? 8 mangan. Chỗ này có 1 mangan, điền số 8 vào. Bên trái và bên phải đều có 8 mangan bằng nhau rồi. Bây giờ kiểm tra carbon. Carbon ở bên trái là 1, 2, 3. 3 x 3 là 9 carbon. Ở bên phải là 4. Ở bên trái mà 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 x 3 là 9 carbon này. Ở bên phải là 3 x 3 là 9 rồi, 9 carbon, cái này là, cái này có 6 à. À cái này có nhầm gì không, 3 x 3 là 9 carbon, cái này là có, à có 3 thôi, cái này có 3 là 2 là 6 này, đúng rồi, đủ rồi. Này 1, 2, 3 carbon x 3 là 9 carbon, cái này là mấy đây, 1, 2 carbon nhân 3 là 6, 6 với 3 là 9 đủ rồi, chưa? Thì điểm nhầm.
Carbon hai vế bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi. Chúng ta kiểm tra hydro. Bên trái là có 3 nhân 1 là 4, 4 nhân 3 12 hydro. 12 cái này 1 13 hydro. Cái này là 13 hydro à? 3 1 4 4 3 12 1 13. Chỗ này phải là chỗ này là 3 nhân 3 là 9 chưa? Hydro bên trái này là có 13. Ở bên phải á, bên phải này. Chỗ này là có 3 nhân 3 là 9 rồi đúng không? 9 cái này cộng cho mấy nữa? Cộng cho 4 nữa, cái này thì số mấy? Số 2. Ở bên trái là có 13 hydro, ở bên phải chỗ này là 9 rồi, do đó là chỗ này phải điền số 2. 4 với 9 là 13 đủ. Bên phải cũng có 9 cộng 4 bằng 13. Hydro bằng nhau rồi. Chúng ta kiểm tra oxy. Oxy bên trái là 32, 84, 32, 32, 133. Vế trái này có 33 oxy. Vế phải 33 oxy nha. Vế phải là có gì đây? 2 x 3 là 6. 8 x 2 16. Cái này là 3 x 3 là 9. Cộng cho 2 bằng 16 cộng cho 6 là 22. 22 với 2 là 24. 24 với 9 là 33 bằng nhau. Vậy số oxy ở hai vế bằng nhau, do đó phản ứng được cân bằng. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.